Tôi đã bị tiểu thư Tô Mạn Nhi chơi đùa đến 3 lần. Lần đầu tiên, cô ta đã bay ra nước ngoài ngay trong đêm tân hôn của chúng tôi chỉ để đuổi theo mối tình đầu của mình. Lần thứ hai, cô ta không ngại làm tôi xấu hổ mà ôm ấp một ca sĩ nhỏ tại quán bar. Lần thứ ba, cô ta cố tình chuẩn bị cho tôi bộ trang phục không hợp để khiến tôi bẽ mặt nơi đông người. Tôi nhịn không nổi nữa, biết cô ta bị dị ứng với lông mèo, tôi cố tình nuôi mèo trong nhà. Trước khi đi ngủ, tôi thường ôm mèo một vòng chỉ để đẩy nhanh chuyện ly hôn. Vậy mà, cô ta thả tránh ra ngoài suốt nửa năm cũng không đề cập đến chuyện ly hôn. Bạn bè xung quanh đều biết cô ta chẳng còn chút tình cảm nào với tôi, và tôi cũng tự nhủ mình là người độc thân trong cuộc hôn nhân này, chỉ đợi đến ngày hết hạn để tự động rời đi. Thế nhưng, Tô Mạn Nhi đột ngột quay về, tiếng mở cửa của cô ta làm tôi thức giấc. Tôi ngồi dậy, mất một lúc mới tỉnh táo hẳn. Lần cuối chúng tôi gặp nhau cũng đã hơn nửa năm trước, nhìn bóng lưng cô ta tôi thấy xa lạ vô cùng. Tôi hỏi, cô về sao không báo trước một tiếng? Tô Mạn Nhi quay lại, lướt mắt nhìn tôi, đang giấu người trong nhà đấy à? Câu nói của cô ta đầy trân trọng, không quan tâm đến câu hỏi của tôi, rồi lấy đồ ngủ vào phòng tắm. Tôi ngồi trên giường một lát, nghe tiếng nước chảy từ phòng tắm, dần dần tôi tỉnh hẳn. Không lâu sau, Tô Mạn Nhi bước ra khỏi phòng tắm, giường hơi lún xuống khi cô ta nằm xuống, kéo nhẹ tấm chăn lên, hương thơm thoảng nhẹ lan tỏa. Cả hai nằm mỗi người một bên giường, ở giữa là một khoảng cách lạnh lẽo. Nằm im một lúc, tôi quay sang nhìn cô ta, khẽ hỏi, cô ngủ chưa? Trong bóng tối yên tĩnh, giọng nói mệt mỏi và khó chịu của Tô Mạn Nhi vang lên, im lặng đi. Tôi chạm tay vào chiếc vòng bình an trên tay mình, rồi quay lưng đi. Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn ai. Tô Mạn Nhi đã ăn mặc chỉnh tề, ngồi ở bàn ăn, mắt dán vào chiếc iPad, xem biến động thị trường chứng khoán Mỹ. Thấy tôi bước ra, cô ta ngẩng đầu hỏi, bà Vương đâu rồi? Tôi đáp, tôi cho bà ấy nghỉ rồi. Tô Mạn Nhi hơi nhíu mày, nhưng không nói gì. Tôi làm hai cái bánh sandwich rồi bưng vào phòng ăn. Tô Mạn Nhi liếc nhìn, bình thường anh chỉ ăn mấy thứ này thôi à? Thế thì sao chứ, đây còn là đồ tốt hơn tôi thường ăn đấy. Tôi thầm nghĩ, không ăn thì thôi. Một tiếng mèo kêu vang lên từ phía sau ghế sofa. Dạo gần đây trời mưa to, tôi đã nhặt được một ổ mèo hoang tại bệnh viện. Dự định nuôi chúng đến lúc tròn tháng rồi tìm người nhận nuôi. Không ngờ Tô Mạn Nhi lại bất ngờ về nước và cô ta không cho phép tôi nuôi mèo. Năm ngoái, khi cô ta sang Mỹ một năm, tôi cũng từng cứu giúp một con mèo hoang và muốn đem về nuôi, nhưng khi gọi hỏi ý kiến, cô ta chỉ nhắn lại hai chữ, không được. Dù tôi đã nhốt mèo vào phòng trống, không ngờ nó lại thông minh tự mở cửa chạy ra ngoài. Tô Mạn Nhi nhíu mày, giọng đầy ghét bỏ, mèo hoang ở đâu ra thế này? Tôi bước tới ôm con mèo lên và lẩm bẩm, còn tôi đấy. Nghe vậy, Tô Mạn Nhi bật cười khẽ, vậy chắc anh nên đăng ký giải Nobel đấy. Tôi đặt con mèo trở lại phòng và khi bước ra thì thấy cô ta đã mặc áo khoác, chiếc bánh sandwich vẫn nguyên trên bàn. Tô Mạn Nhi đứng trước gương chỉnh trang phục, không quay đầu lại, tuyên bố thẳng thừng, trước khi tôi về, lo mà đuổi nó đi. Tôi không trả lời, thầm nghĩ người nhiều tiền đúng là lòng dạ ác độc. Tô Mạn Nhi nhìn thấy vẻ mặt của tôi qua gương, rồi mỉa mai, đang chửi thầm tôi à? Ai dám chửi cô chứ? Tôi nói, tôi sẽ nhốt chúng lại cẩn thận, không để chúng chạy ra nữa. Mỗi ngày tôi sẽ khử trùng nhà cửa, và khi nào tìm được người nhận nuôi, tôi sẽ gửi đi. Nếu cô không chịu được thì có thể đến chỗ khác mà ở, dù sao cô cũng phiêu bạt khắp nơi. Tô Mạn Nhi cười lạnh, nửa năm không gặp mà gan dạ hơn nhỉ? Vừa về đã bấn đuổi tôi đi rồi sao? Cô ta mỉa mai, tối qua định nói gì à? Lần này thì tôi không rảnh để nghe đâu. Tôi đáp, vậy thì để lúc nào tan làm về nói sau. Chiều hôm đó, khi tan làm, bác tài xế lão Lưu đến đón tôi. Tôi bước vào một khu vườn kiểu Trung Hoa theo phong cách Tô Thức, một nơi tôi đã quen thuộc vì lớn lên ở đây từ bé. Sau khi cha mẹ tôi qua đời, tôi phải chuyển qua trại trẻ mồ côi một thời gian, sau đó được gia đình họ Tô nhận nuôi. Nói là nhận nuôi, nhưng thực ra chỉ là tài trợ mà thôi. Nếu dùng hình ảnh kim tự tháp để mô tả tầng lớp của toàn thành phố, thì gia đình họ Tô chính là đỉnh cao của kim tự tháp đó, một tầng lớp mà người thường khó chạm tới. Là một đứa trẻ mồ côi được nhà họ Tô nuôi dưỡng. Tôi đã may mắn lắm rồi, đâu có tư cách nào để được ghi vào hộ khẩu nhà họ Tô. Nhưng không ai ngờ rằng may mắn lại mỉm cười lần thứ hai khi tôi kết hôn với cô hai nhà họ Tô, và cuối cùng tôi cũng được ghi tên vào sổ hộ khẩu. Tôi ngồi trong phòng khách chờ một lát, và bà Chu, tức mẹ của Tô Mạn Nhi, bước xuống từ trên lầu, trên người mặc một chiếc sườn xám thanh lịch. Nói với tôi, nghe nói con đã cho bà Vương nghỉ việc rồi. Tôi không bất ngờ khi bà ấy biết chuyện, có lẽ bà Vương đã tìm đến để phàn nàn với bà. Sau khi kết hôn với Tô Mạn Nhi, gia đình họ Tô đã cử một người giúp việc là bà Vương đến sống cùng chúng tôi. Bà Vương rất nhanh nhẹn và cẩn thận trong công việc, vì Tô Mạn Nhi thường xuyên đi vắng, chỉ có tôi và bà ấy sống cùng nhau, nên dần dần tôi cũng xem bà ấy như người thân. Những thực phẩm cao cấp và các loại bổ phẩm trong nhà không dùng hết, tôi đều bảo bà ấy mang về nhà, vào dịp lễ Tết cũng cho thêm tiền lì xì. Công việc của bà Vương khá nhàn hạ vì tôi bận rộn đi làm, thời gian ở nhà không nhiều, nên những chuyện nhỏ nhặt tôi đều mắt nhắm mắt mà cho qua. Có lần, bệnh viện yêu cầu nộp một số giấy tờ quan trọng, tôi tìm mãi mà không thấy. Bà Vương lại không có nhà, gọi điện thì không bắt máy. Cuối cùng, tôi tìm thấy bà ấy ở một sòng mặt trực, mấy người bạn đánh bài của bà ấy còn đùa, khuya rồi mà bà còn chưa về, không sợ cậu chủ của bà mắng à? Bà Vương hôm đó thua nhiều tiền, đang say mê đánh bài thì không muốn rời bàn, cậu ấy đang bận đi làm, giờ này về làm gì? Lương của tôi là do nhà họ Tô trả, đâu phải cậu ấy trả, có phát hiện ra cũng chẳng làm gì được tôi. Bạn của bà ấy nói, nhưng cậu ấy cũng là cậu chủ của nhà họ Tô, chỉ cần nói một câu với tiểu thư là bà sẽ bị cho nghỉ việc. Bà Vương khinh khỉnh đáp, tiểu thư nhà tôi một năm còn chẳng về mấy lần, làm gì có cơ hội để nói mấy chuyện đó. Những người phụ nữ trung niên luôn nhiều chuyện, và họ bắt đầu nói về mối quan hệ của vợ chồng tôi. Một người hỏi, cảm tình của hai vợ chồng không tốt à? Được gì mà tốt, tiểu thư nhà tôi cưới chưa bao lâu đã chạy qua Mỹ, nghe nói là để theo đuổi mối tình thanh mai trúc mã của mình. Cậu ấy là do gia đình ép phải lấy thôi, nhìn một cái cũng thấy khó chịu.
đàn ông vẫn nên có chút thủ đoạn, không thì đẹp trai cũng vô ích, chẳng thể giữ được lòng phụ nữ. Ai mà chẳng thích chọn người có địa vị, không ngờ rằng tôi lại nghe được những lời này từ miệng của người giúp việc mà tôi đối xử tử tế. Bà Vương nói xong câu nào câu nấy đều sắc như dao. Quay lại thấy tôi đứng sau lưng, sợ hãi đến mức suýt ném luôn quân bài trên tay. Bà ấy lúng túng xin lỗi, nhưng tôi không nói gì nhiều, chỉ bảo bà ấy về nhà và tìm lại tờ giấy tờ tôi cần. Tối đó, tôi lập tức cho bà ấy thôi việc. Bà Chu ngồi xuống, nhẹ nhàng nói, bà Vương chẳng qua chỉ là nói vài câu sau lưng. Dù không hay ho gì, nhưng cũng đâu tổn hại đến ai. Dù sao cậu cũng là chồng của Mạn Nhi, là con rể thứ hai của nhà họ Tô, vậy mà đến cả một người giúp việc cũng không quản được, làm sao không khiến người ta coi thường. Không biết bà Vương đã nói gì với bà Chu, có lẽ bà ấy đã thèm thắt, khiến câu chuyện càng trở nên tồi tệ hơn trong mắt bà. Dù cho vấn đề có là gì, dù đúng hay sai, bà Chu cũng không bao giờ hài lòng với tôi. Từ nhỏ đến lớn, điều này vẫn vậy, tôi đã quen với việc không giải thích gì nữa, vì tôi biết nếu có giải thích, bà ấy cũng chẳng đứng về phía tôi, tự chuốc nhục vào thân mà thôi. Giờ Mạn Nhi đã trở về, mà cậu cũng chẳng biết nấu ăn, việc nhà lại không quản lý nổi. Cậu định để con bé về rồi phải chăm sóc cậu à? Tôi thầm nghĩ, không phải chưa từng chăm sóc đâu, nhưng đương nhiên tôi không dám nói ra câu đó trước mặt bà Chu. Bữa trước tôi nói với cậu đã nói chuyện với Mạn Nhi chưa? Tôi cúi đầu, chưa ạ, tôi đã tìm cách nói chuyện với Mạn Nhi lúc cô ấy còn ở Manhattan, nhưng cô ấy bảo đang bận và không có kiên nhẫn nghe. Cô ấy chỉ nói có gì đợi về rồi nói sau. Sau đó tôi gọi thêm vài lần nữa, nhưng đều không nhận được trả lời, rồi tôi cũng không gọi nữa. Cậu xem, những lời tôi nói cậu chẳng để tâm chút nào. Bà Chu nhíu mày, nhìn tôi với vẻ thất vọng rõ rệt. Nhân lúc Mạn Nhi đã về rồi, hãy đi làm thủ tục ly hôn đi. Ngày nào cũng sống trong tình cảnh thế này, để người ngoài chê cười. Cậu không thấy mất mặt, nhưng tôi thì thấy đấy. Những năm gần đây, điều khiến bà Chu phiền lòng nhất chính là cuộc hôn nhân của tôi với Mạn Nhi. Nếu biết trước thế này, có lẽ ngày đó bà đã không bao giờ đồng ý để chúng tôi kết hôn. Ly hôn đi, đó là giải thoát cho cả hai, tôi cũng chỉ mong tốt cho các con thôi. Tôi đáp, con sẽ bàn bạc với cô ấy. Đúng lúc đó, giọng người giúp việc vang lên, thưa bà, ông chủ và cô hai đã về rồi ạ. Tôi quay lại. Tô Mạn Nhi về cùng cha cô ấy, Tô Nam Thành. Cô bước vào với phong thái tự nhiên, áo khoác cầm hờ trong tay, vừa trò chuyện với cha, vừa nở nụ cười nhàn nhạt. Chỉ là, khi ánh mắt cô lướt qua tôi, chút ý cười ấy thoáng chốc phai đi, không một dấu hiệu nào. Sau bữa ăn, tôi và Tô Mạn Nhi cùng nhau rời đi. Khi xe dừng lại, tôi nghe thấy giọng lạnh lùng của cô, xuống xe đi. Tôi còn có việc phải làm, lát nữa sẽ có xe đến đón anh. Theo phản xạ, tôi hỏi, muộn thế này cô đi đâu? Tô Mạn Nhi khẽ nhướng mày, ánh mắt mang ý tứ khó đoán lướt qua khuôn mặt tôi, anh quan tâm quá nhiều rồi, cậu Lưu. Lời nói của cô như một gáo nước lạnh, đổ ập xuống khiến tôi lạnh thấu xương. Tôi rụt tay lại, im lặng mở cửa xe. Tô Mạn Nhi cả đêm không về nhà, thậm chí vài ngày sau cũng không quay lại Trung Quốc. Nếu không phải vì hàng ngày vẫn thấy tin tức về cô trên các phương tiện truyền thông, có lẽ tôi đã nghi ngờ cô gặp chuyện không hay ở đâu rồi. Dù mới về nước vài ngày, Tô Mạn Nhi đã gây chấn động trong giới tài chính. Mọi người đồn đoán rằng cô trở về để cạnh tranh quyền quản lý sản nghiệp của gia đình. Khi cha cô, Tô Nam Thành, sắp nghỉ hưu rời khỏi vị trí chủ tịch ngân hàng Hằng Thái. Ngay cả các đồng nghiệp trẻ ở bệnh viện của tôi cũng bắt đầu đồn thổi trong bữa ăn trưa. Họ bàn tán, thì ra nhị tiểu thư của nhà họ Tô đẹp đến vậy. Vừa xinh đẹp, lại vừa giỏi giang, một người tên Tô Thành chen vào, cậu còn tưởng tượng gì, cô ấy đã kết hôn lâu rồi. Có người hoài nghi hỏi lại, thật sao, trẻ thế mà đã kết hôn rồi à? Tô Thành đáp chắc chắn, thật chứ, tôi còn thấy ảnh ngoài đời, xinh đẹp hơn nhiều so với ảnh. Anh ta nói cứ như thân thiết lắm với Tô Mạn Nhi. Tôi khẽ liếc nhìn Tô Thành, nhớ lại rằng dù cùng vào bệnh viện và khoa này một năm, anh ta chẳng bao giờ thân thiện với tôi. Thực ra, khi tôi cưới Tô Mạn Nhi, tôi vẫn còn là sinh viên chưa tốt nghiệp, nên bên phía gia đình tôi chỉ có Dự Bác Tiểu là người thân đến dự. Tô Thành hào hứng nói thêm, cái bức ảnh nổi tiếng lúc trao nhẫn ấy, góc nghiêng của chú rể cực phẩm luôn. Cái không khí đó, phải nói là đỉnh của đỉnh. Anh ta lục tìm trên mạng và khoe với mọi người một tấm ảnh trong bài báo. Mấy người súng lại bàn tán rôm rả. Một đồng nghiệp trêu đùa, bác sĩ Mộc, góc nghiêng này giống anh phết nhỉ? Tôi chỉ thản nhiên đáp, có lẽ là nhìn nhầm thôi. Tô Thành lật mắt, cười khẩy, anh mà có số hưởng thế à? Mơ mộng vào hào môn, mặt tôi vẫn bình thản, chẳng hề dao động chút nào. Tô Thành lườm tôi một cái và nói, anh thì có số vào hào môn gì chứ? Tôi cười nhạt, không để lộ cảm xúc gì, và trả lời, anh làm sao biết chắc tôi không có số như vậy? Vừa định nói thêm thì một y tá ngồi cạnh đập tay xuống bàn, khẳng định, với năng lực của bác sĩ Mộc thì lấy được người giàu có gì khó. Một người khác chen vào, bác sĩ Mộc cậu ấy kết hôn đã 2 năm rồi đấy. Mà này, bao giờ anh mới dẫn vợ anh đến ra mắt chúng tôi? Tôi đặt đũa xuống, thản nhiên nói, mang cô ấy ra, sợ các người sợ mất mặt thôi, rồi đứng lên cầm khay đồ ăn, rời khỏi phòng, để lại sau lưng những gương mặt ngỡ ngàng. Buổi trưa hôm đó, tôi lại gọi cho Tô Mạn Nhi, nhưng người bắt máy vẫn là trợ lý của cô ấy. Tôi hỏi, cô có thể cho Tô Mạn Nhi nghe máy được không? Trợ lý nhĩ nhặn đáp, thưa anh, Tô Tổng rất bận, anh cũng biết là công việc sau khi mới về nước rất nhiều. Tôi ngắt lời, chuyện ly hôn phải bàn với cô ấy, trợ lý không thể giúp được. Tôi cũng bắt đầu mất kiên nhẫn và nói, phiền cô chuyển lời lại, bảo cô ấy cẩn thận, làm quá mà đột quỵ, trước khi ngã xuống thì nhớ gọi lại cho tôi. Sau khi cúp máy, trợ lý của cô ấy Dương Lệ đứng sau bàn làm việc. Nhìn Tô Mạn Nhi đang chăm chú ký tài liệu, vân vân không biết có nên nhắc lại y nguyên những lời đó. Thực sự, Tô Mạn Nhi rất bận với việc đưa công ty quốc vận chuyển trọng tâm từ Phú Uôn về Bắc Kinh, khiến cô ấy gần như ngập đầu trong đống hồ sơ. Sau khi xử lý hết một chồng tài liệu, Tô Mạn Nhi uống một ngụm cà phê rồi hỏi Dương Lệ, anh ấy nói gì? Dương Lệ cười mỉm, giản lược lại, anh ấy dặn cô chú ý sức khỏe, đừng làm việc quá sức. Tô Mạn Nhi nhếch môi cười khẩy, hôm nay mặt trời mọc đằng tây chắc.
Không biết Dương Lệ có thật sự chuyển lời hay không, nhưng rõ ràng là Tô Mạn Nhi vẫn chẳng thay đổi gì. Cô ấy vẫn chẳng gọi lại, chẳng về nhà, còn tôi thì chịu cảnh đợi chờ vô vọng. Không lâu sau, tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ Tô Mạn Nhi, bà Chu, thúc giục tôi hoàn tất chuyện ly hôn. Bà ấy trách tôi, Mộc à, con có cố tình kéo dài không? Chúng ta không thể tiếp tục giày vò nhau như thế này mãi được. Vừa khiến Mạn Nhi đau khổ, vừa làm chúng ta khó xử. Đến khi cả hai đều không thể chịu nổi, khó xử chính là con đấy. Con đã làm con gái ta chịu đựng đủ rồi, con có biết nỗi đau của ta khi phải nhìn nó lặng lẽ ở Mỹ nhiều năm, không muốn về nhà vì con không? Bà ấy tiếp tục, giọng dường như chứa đầy bất mãn từ nhiều năm qua, nếu không vì bà nội của nó, ta thề sẽ không bao giờ để hai đứa cưới nhau. Mạn Nhi xứng đáng với một người đàn ông tốt hơn, tôi nghe mà cảm thấy như bị từng nhát dao đâm vào tim, nhưng không hề thấy đau, chỉ thấy lạnh lẽo. Tôi nắm chặt tay và đáp, bà quên là chính nhà họ Tô đã nhờ đến tôi sao? Đầu dây bên kia im lặng, sau đó giọng bà Chu dịu lại, nhưng vẫn mang sự xa cách, phải, chúng ta nợ con vì đã nhờ cậy con giúp đỡ cho gia đình này. Tô gia sẽ không để con thiệt thòi đâu, chúng ta sẽ chia cho con phần của con, và chuyện sẽ kết thúc tại đây. Sau ly hôn, Tô gia và con sẽ không còn gì ràng buộc nữa. Tôi cúp máy, ngả người ra ghế, cảm thấy mệt mỏi. Trước khi tan làm, tôi nhận được cuộc gọi từ Dư Bắc Tiểu. Cậu ấy nhận ra tâm trạng không vui của tôi và nổi giận khi nghe về cuộc trò chuyện vừa rồi, cậu nghe lão phù thủy đó nói gì chưa? Họ Lưu còn nợ cậu nhiều lắm đấy, cứ làm như họ bị ấm ức lắm không bằng, nếu thật sự khó chịu thì ban đầu đừng đến nhờ cậu chứ. Tôi bật cười khổ sở, tôi đang ở trong bệnh viện. Cậu cẩn thận lời nói chứ, bệnh viện có chuyện gì vậy? Tất cả mọi người đều là người da vàng, đây là thứ đã viết trong gen của chúng ta. Dư Bắc Tiểu còn chưa mắng đủ, cậu chưa làm cho cô ta cảm thấy oan ức đến mức oan ức. Sau khi các bạn kết hôn, cô ta vẫn không phải là người sống tự do đó sao? Ai cũng biết về chuyện của Giang An, thật đáng tiếc, cậu bị mọi người xem thường, ngay cả một người giúp việc cũng dám chà đạp lên cậu. Cậu đã mất 3 năm tuổi thanh xuân tốt đẹp, nhưng được gì? Cậu chỉ nhận được sự chế nhạo của mọi người và một mối tình bị lợi dụng. Quả ấm là bạn tốt, bắn thẳng vào tim hơn ai hết, dù Dư Bắc Tiểu cũng biết mình nói hơi quá, nhưng tôi đã tan ca rồi. Cậu đợi tôi đến đón nhé, tôi sẽ đãi cậu một bữa thịnh soạn, món cậu đãi chắc phải uống thôi nhỉ? Dư Bác Tiểu cười nhẹ, vẫn là cậu hiểu tôi, khả năng uống rượu của anh ấy cũng bình thường, thỉnh thoảng anh ấy vẫn thích uống vài ly, mỗi lần nói mời tôi ăn bữa thịnh soạn, cuối cùng đều đi thẳng đến quán bar. Tôi vừa mới ra khỏi bệnh viện, xe của Dư Bác Tiểu đã đậu bên đường, anh ấy như một con nhện, ngày nào cũng dính chặt vào mạng xã hội để hóng chuyện, nắm bắt thông tin nhanh hơn bất kỳ ai. Vợ cậu không phải thực sự quay về để tranh giành gia sản đấy chứ? Nếu cô ấy thực sự muốn tranh gia sản, thì cậu hãy từ từ mà giải quyết, đến lúc đó chia nhiều tiền ra cùng nhau tiêu nhé. Âm thầm tính toán, đến cả sao hỏa cũng có thể nghe thấy. Tôi lạnh lùng phá vỡ ảo tưởng của cậu ấy, đã tối rồi, cậu vẫn chưa tỉnh sao? Chúng tôi đã ký hợp đồng tiền hôn nhân rồi, Dư Bác Tiểu mơ mộng về việc trả thù đã tan vỡ. Thế thì cô ấy tuyệt đối đừng tranh giành gia sản, nếu không, trong lòng tôi sẽ không công bằng, tôi thực sự không rõ Tô Mạn Nhi có kế hoạch gì. Gần đây, đúng là Tô Nam Thành có ý định từ chức. Theo tôi biết, ông ấy dự định để con gái lớn là Tô Yên Nhiên kế nhiệm. Tô Mạn Nhi âm thầm về nước vào thời điểm nhạy cảm này, cũng không có gì lạ khi dấy lên nhiều suy đoán. Tuy nhiên, Tô Mạn Nhi và chị gái của cô ấy luôn có mối quan hệ rất tốt. Hơn nữa, công ty của cô ấy là Bảo Nguyên trong những năm qua đầu tư rất thành công. Chị em tương tàn, tôi nghĩ là khó xảy ra. Thế cô ấy về nước là vì cái gì nhỉ? Tôi đoán có lẽ là ly hôn, chắc hẳn đã không thể chờ thêm nữa rồi. Giữa chừng, Dư Bác Tiểu đi vào nhà vệ sinh, tôi đang mải ăn, vừa ăn được hai miếng thì nghe thấy ai đó đang nói. Thật trùng hợp, tôi ngẩng đầu lên thấy có người con gái đi vào quán bar, chính là bạn thân của Tô Mạn Nhi. Tống Niệm Chi vô thức liếc nhìn lên lầu 2, biểu cảm có chút kỳ lạ nhưng thoáng chốc đã qua. Cậu tự đến chơi à? Cùng Đoạt Hiểu đến sao? Các cậu cũng ở đây à? Một vài người bạn tụ tập thôi mà. Tống Niệm Chi trả lời rất ngắn gọn, cũng không có ý mời tôi lên cùng, cậu ấy không tính là rất thân, nói vài câu xã giao rồi không còn gì để nói. Tống Niệm Chi dẫn người lên lầu, rất nhanh, Dư Bác Tiểu hớt hải chạy trở về, mặt mày nghiêm trọng, bạn ơi, cậu đoán xem tôi vừa thấy ai? Tôi tùy tiện đoán, thân tài, Dư Bác Tiểu không có tâm trạng để đùa giỡn với tôi, cậu ấy nói một cách tức tốc, vợ cậu. Không khỏi vừa rồi Tống Niệm Chi có vẻ do dự, họ dẫn theo vài người đàn ông, cô ả này suốt ngày không về nhà, hóa ra là đang ở bên ngoài chơi, phụ nữ mà suy nghĩ không có chút nữ đức cả. Cậu có hiểu được điều gì với cô ta không? Cô ta có chút gì nữ đức không? Tôi cũng coi như không có chuyện gì xảy ra, mới đây tôi đã được mẹ vợ gọi nói cho một trận. Còn cô ta thì đi chơi rất vui vẻ, lửa trong người Dư Bác Tiểu cứ lên, mới về được vài ngày mà như vậy, có phải ở Mỹ không có đàn ông làm cô ta bí bách không? Đừng quan tâm đến cô ta, cứ uống của cậu đi. Tôi vẫn ngồi đấy, nhưng Dư Bác Tiểu thì ngồi không yên. Anh ấy đã nhìn lên phòng VIP ở tầng 2 mấy lần rồi, càng nghĩ càng thấy khó chịu. Dư Bác Tiểu cứ đứng lên rồi ngồi xuống, rồi lại đi vào nhà vệ sinh. 5 phút vào 2 lần, cậu phải đăng ký bệnh rồi. Tôi nói, cậu có muốn đi bệnh viện xem bàng quang không? Không cần, không cần, tôi có 2 bàng quang mà vẫn khỏe mạnh, thế thì càng phải đi khám, bởi vì con người chỉ có 1 bàng quang. Tôi chưa nói hết câu thì Dư Bác Tiểu đã chạy mất. Chưa đầy 2 phút, nghe thấy tiếng ồn ào ở tầng 2, bảo vệ đang ngăn người lại, thưa ngài, đây là phòng VIP, cậu không thể vào được. Sao tôi không vào được? Cậu đi hỏi những người ở trong xem họ có cản tôi không. Tôi Bác Tiểu, muốn chơi một lát thì đã sao? Với vẻ hung dữ, anh ta mở cửa lao vào. Tôi cố gắng ngồi lại một chút, nhưng tôi phải nhanh chóng chạy lên. Chưa vào cửa đã nghe thấy trong phòng VIP tiếng Dư Bác Tiểu nói với giọng điệu kỳ lạ. Xin lỗi, tôi đi nhầm phòng rồi. Cô gái phục vụ này có vẻ rất quen thuộc, sao mà giống vợ của thằng bạn tôi và đám bạn bè ngốc nghếch của cô ấy. Dư Tiểu Bác thật liều lĩnh, người bên trong không phải là người mà cậu ấy có thể đụng vào. Đám tiểu thư đó đều có bối cảnh gia đình mạnh mẽ.
chỉ cần một chút không vui là có thể động tay động chân và làm anh ta chết ngay. Trong chớp mắt, tôi muốn quay người bỏ đi, một giọng nói trầm ấm vang lên, làm không khí xung quanh căng thẳng. Dư Bác Tiểu, cậu đang làm cái trò gì vậy? Người nói là Thị Chân Hương, cô tiểu thư nhà họ Thị, người mà không ai dám bất kính. Được nuông chiều từ nhỏ, cô có tính cách ngang bướng và rất khó chịu. Cô ngồi gác chân, vẻ mặt khó chịu, nhìn Dư Bác Tiểu và nói, ông nội cậu. Dư Bác Tiểu mặc dù không uống nhiều nhưng vẫn cảm nhận được sự căng thẳng. Khi nhìn thấy cậu lập tức lao tới, nhưng thay vì chào đón cô, lại quỳ xuống. Cậu sống chán đời à? Thị Chân Hương ném ly rượu trong tay và đứng dậy. Tôi từ phía sau Dư Bác Tiểu tiến lên, kéo cậu ta về phía mình. Bước chân của Thị Chân Hương dừng lại, cơn giận trên gương mặt cô dường như lắng xuống khi nghe thấy tiếng chị dâu từ tôi. Âm thanh vui vẻ trong phòng VIP bỗng chốc im bặt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa. Tô Mạn Nhi, với một điếu thuốc giữa các ngón tay, ánh mắt lạnh lùng vượt qua Thị Chân Hương, nhìn thẳng vào tôi. Nếu là ai khác, Thị Chân Hương chắc chắn đã đuổi họ ra ngoài. Nhưng nhìn Tô Mạn Nhi, tôi cảm thấy kiệt sức, không muốn phí lời với kẻ ngốc. Dư Bác Tiểu vừa mở miệng thì tôi đã nhanh chóng đánh tay cậu ấy, biến nỗi đau thành tiếng a. Kêu lên, Thị Chân Hương vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, nếu các cậu đã đến đây, sao không ngồi lại chơi cùng? Tôi bắt đầu dọn dẹp quanh Tô Mạn Nhi, trong phòng VIP, những chiếc đèn sâm panh kiểu Pháp phát ra ánh sáng lung linh. Trên bàn bày đủ loại rượu, nhiều loại mà tôi không quen thuộc, tạo nên một cảnh tượng bắt mắt. Ghế sofa rộng rãi được bày trí thoải mái, với những người khách ngồi vây quanh. Nửa trong số họ là những nhân vật nổi tiếng trong giới, nửa còn lại là những chàng trai trẻ đẹp trai. Tô Mạn Nhi ngồi một mình ở góc sofa màu đen, bên cạnh là một chàng trai khá thu hút. Tôi thấy hình ảnh ấy giống như một bức ảnh đã từng chụp cùng bạn bè trước đây. Từ khi tôi bước vào, bầu không khí vui vẻ ban đầu trong phòng VIP đã trở nên hơi ngượng ngùng. Tôi hỏi, đây có phải là việc bạn nói gần đây bận rộn không? Tô Mạn Nhi, tay cầm điếu thuốc, nhẹ nhàng xoa xoa thái dương. Chơi được một lúc thì bạn lại phải quay về với những cuộc trò chuyện khác thôi. Bạn cứ tiếp tục bận rộn nhé. Tôi kéo Dư Bác Tiểu ngồi xuống bên cạnh, tôi sẽ đợi bạn ở đây. Không khí trở nên yên lặng. Thị Chân Hương ngồi ở một bên quan sát. Tống Niệm Chí thì thầm châm biếm, chàng trai ngu ngốc mà cứ để người khác ngồi lại chơi. Thị Chân Hương phản bác, tôi có cần phải lịch sự không? Không ngờ anh ấy lại thực sự ngồi xuống. Tôi giữ im lặng, không muốn thêm vào cuộc đối thoại. Trong khi Tô Mạn Nhi tiếp tục chơi, tôi ngồi ở một vị trí xa, tự mình ăn hạt điều trên bàn. Dư Bác Tiểu cầm chai rượu lẩm bẩm với tôi, thật là xa xỉ. Bàn của chúng ta còn không bằng đáy ly này, uống cho nhiều vào. Tôi lại kêu thêm một chai rượu khác. Dù sao thì Tô Mạn Nhi cũng có tiền nhiều, đến đây mà không uống thì thật là lãng phí. Tiểu thư, sao cô không chú ý đến tôi vậy? Chàng trai ngồi cạnh Tô Mạn Nhi nhẹ nhàng hỏi. Tô Mạn Nhi lười biếng nhìn anh ta, ánh mắt mờ mịt không rõ đang nhìn về đâu. Nếu cậu mệt, tôi có thể đưa cậu lên phòng nghỉ một lát. Những người mẫu nam xung quanh không biết mối quan hệ giữa tôi và Tô Mạn Nhi, nhưng từ hai câu nói vừa rồi, họ cũng có thể đoán ra rằng họ chắc chắn là người trong nhà. Tuy nhiên, Tô Mạn Nhi không sợ họ, vậy thì tại sao tôi phải lo lắng? Một vài chàng trai cười tươi, không ngờ chỉ sau mấy giờ đã bắt đầu tính chuyện lên phòng. Anh cũng thật nóng vội nhỉ, chàng trai nói, vừa cười vừa trêu chọc. Tô Mạn Nhi có vẻ không hài lòng, làm tôi không thể ngồi yên. Cần ai đưa bạn đi ngủ không? Dư Bác Tiểu lại bùng nổ cơn giận, cần ai đó nửa thân bất toại à? Dường như không nghe thấy Tô Mạn Nhi đang trò chuyện thân mật với đàn ông. Nếu cô ấy nửa thân bất toại thì tôi còn phải lo xe lăn cho cô ấy. Thì thôi đi, Dư Bác Tiểu suy nghĩ một lát, rồi nói, để cô ấy nửa thân bất toại. Nửa thân bất toại là cái gì vậy? Có phải là bị liệt không? Dư Bác Tiểu cười lạnh, còn tôi thì tiếp tục nhét hạt điều vào miệng anh ấy. Anh hùng đi dạo, tôi nói khi mang hai chai rượu đến. Nhìn một cái rồi cô ấy chỉ nói cảm ơn. Tống Niệm Chí tiếp tục giải thích, ở đây toàn phụ nữ, sợ cậu và bạn không thoải mái. Có điều hòa ở dưới nên không gọi các bạn lên. Tôi mỉm cười, hiểu được ý của những chàng trai đẹp xung quanh. Uống hơi say nên muốn thư giãn một chút. Ở trên quầy bar có phòng sẵn, một người trong số họ nói. Tôi ở đây đương nhiên là không tiện. Ánh mắt tôi trong sáng và bình tĩnh, như thể đang đánh giá mọi thứ xung quanh. Ngược lại, điều này khiến Tống Niệm Chí cảm thấy như không còn chỗ nào để trốn. Lúc này, một ca sĩ trẻ tiến lại gần Tô Mạn Nhi. Tiểu thư, tuần này tôi có buổi hòa nhạc, cô có thời gian đến xem không? Dư Bác Tiểu bên cạnh tôi làm bộ như muốn nôn, giọng Tô Mạn Nhi nhẹ nhàng, có vẻ như đang suy nghĩ. Tôi không mấy hứng thú với âm nhạc đâu, ca sĩ trẻ làm mặt mè nheo, cô thử nghe tôi hát xem, biết đâu sẽ thấy thích. Dư Bác Tiểu không thể kiềm chế, lẩm bẩm, anh tưởng mình là người có siêu năng lực à? Giọng hát có thể chữa bệnh, sao không tặng giọng mình cho bệnh viện đi? Dư Bác định nói thêm, nhưng tôi vội thì thầm, đừng gây rối, nếu có chuyện gì xảy ra, tôi không chắc có thể xử lý nổi cậu đâu, Dư Bác. Không phải tôi sợ, chỉ là tiếc cho cô ấy thôi. Trong mấy năm qua, tôi sống như thế nào, người khác không biết nhưng cậu thì biết chứ. Nếu xảy ra chuyện lớn, Tô Mạn Nhi sẽ không vui, đến lúc đó sẽ làm chúng ta xấu hổ. Tôi giữ chặt lấy Dư Bác, từ từ ngước mắt nhìn về phía chàng trai, tôi có thời gian. Còn vé không? Chàng trai nhìn tôi một lúc lâu trước khi trả lời, có, anh ạ, đợi một chút, tôi sẽ cho anh thêm WeChat để tiện liên lạc. Để tôi giúp gửi vé cho anh, không cần phức tạp đâu, tôi rất dễ gần, chỉ cần nhắn cho Tô Mạn Nhi, cảm ơn cô ấy đã chuyển cho tôi là được.